Nội dung mảnh ghép tiếp theo liên quan đến lĩnh vực văn hóa xã hội. Thưa quý vị, khảo sát một số hang động nằm trong vùng lõi của vườn quốc gia Ba Bể thuộc tỉnh Bắc Cạn, trong đó có hang Thẩm Khích, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Bắc Cạn đã phát hiện nhiều di vật quý thể hiện dấu tích sinh hoạt của người tiền sử. Tại đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện 54 hiện vật quý có thể trưng bày, trong đó nổi bật là bộ công cụ đá cuội ghè đẽo, bộ công cụ rìu thô, mảnh tước. Căn cứ vào kỹ thuật chế tác, loại hình công cụ và địa tầng phát hiện, các nhà khảo cổ học bước đầu xác định hang Thẩm Khích là di tích cư trú của người tiền sử thuộc giai đoạn hậu kỳ đá cũ, cách ngày nay gần 20.000 năm. Ngoài hang Thẩm Khích, các nhà khảo cổ còn khảo sát tại một số địa điểm như Động Nã Phòng, hang Thẩm Mìa, hang Ba Cửa và phát hiện gần 100 hiện vật quý với niên đại từ 2.000 đến 20.000 năm về trước. Kết quả nghiên cứu về cái hang Thẩm Khích và một số hang khác mà trong đợt này thôi thì rõ ràng nó đưa chúng ta một cái nhận thức rất mới về cái văn hóa thời tiền sử ở Bắc Cạn nói riêng và Việt Nam nói chung. Và chúng ta thấy rằng là cái sự phân bố của người thời tiền sử nó tương đối rộng. Nó chủ yếu cái vùng các hang động ấy thì là ở vùng phía Bắc cũ, tức là vùng phía Đông Bắc. Theo các nhà khảo cổ học, những hiện vật quý vừa được phát hiện tại khu vực vườn quốc gia Ba Bể hay tại một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh trong vài năm trở lại đây đã khẳng định Bắc Cạn là một trong số những địa danh có dấu tích hoạt động sinh hoạt của người tiền sử. Do đó, việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa nhân văn của các di khảo cổ học này là rất cần thiết.